Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Ở trong video ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 2 giúp em. Đấy, rồi ok, và trực tiếp bên cơ sở 2 giúp em. Và anh em đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Vâng, một dòng vàng đây ạ. 26 dị vật cực mật không nhá. Một con dòng vàng dị vật cực đẳng cấp luôn. Lên 6. Đấy, một dòng vàng có tiếng dị vật cực mật luôn các bác nhá. Đấy, dòng vàng tiếng gì vật cực bật. Một cái mặt của nó thì vàng gôn kết hợp với màu đen cực kỳ là sang trọng và nổi bật các bác nhá. Đầy đủ cổng quang, cổng đồng trục. Đấy, hai ngõ chính này có màu sen, cổng súp và hai cổng su rao, hai ngõ thuôm. Đấy, chạy chip analog device 21478 các bác nhá. Đây, em có thể cho các bác xem luôn. 21478 cho các bác luôn. Đấy, đây là con chip analog device 21478 của Mỹ các bác nhá. Dòng này là của Mỹ các bác nhá. Đấy, chip 21478 của Mỹ. Tất cả các linh kiện của nó làm cực kỳ là xịn sò luôn. Các bác nhìn từ con tu, con chở rồi là đến con dơ le này, các bác nhìn chưa? Tất cả mọi thứ nó đều làm rất là chỉnh chu và rất là an toàn các bác nhá. Rất là an toàn cho các bác luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, phần nguồn thì lọc rất là nhiều tụ lọc nguồn, rất là sang trọng và tiếng rất là sạch sẽ, ngon lành. Đấy, màn hình chỉ sử dụng màn hình OLED các bác nhá. Màn hình OLED. Đấy, trông ngú rất là cao cấp. Đấy, con này chỉnh được 2 mic riêng biệt các bác nhá. Chỉnh 2 mic riêng biệt luôn. Và riêng echo phần này thì lên 672 1267 lên 234567 lên 1234567 lên 26. Vang nhại hay, đầy đủ cổng quang, cổng đồng trục, chạy chip đời cao chót vót. 21478 cũng là đời cao hơn cả X8, X5. Đấy, nó chỉ sát sườn với X12 thôi. Đấy, X12 là 21489 thì cao hơn con này chút xíu thôi. Đấy, đời con này cao, đầy đủ cổng quang, ngon lành cảnh đào, màn hình đẹp, hình thức đẹp, chỉnh 2 mic riêng biệt thôi nhá. Nhưng cái giá của nó thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Phần mềm có đầy đủ cho các bác thôi nhá. Phần mềm có đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, con này bên em đang bán cho các bác giá chỉ có 1.700.000 đồng thôi. 1.700.000 đồng bao ship và bao test cho anh em 1 tháng các bác nhá. Đấy, 1.700.000 đồng cực kỳ là tuyệt vời các bác nhá. Đấy, một lô về còn nguyên ni lông màn hình, các bác nhìn chưa này, còn nguyên ni lông màn hình này. Đấy, các bác nhìn chưa, bây giờ mới bóc ra này. Đấy, nguyên ni lông màn hình luôn. Và trong bên này các bác nhìn này, còn nguyên tem của nhà máy luôn. Đấy, còn chưa thèm đụng vào luôn các bác nhá, còn nguyên tem của nhà máy này. Đấy, một lô vàng quá đẹp, quá xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy, chạy chip đời cao chót vót này, 21478 này, và cổng quang đầy đủ này. Đấy, eco gì vợt cực ngon này, hai mic riêng biệt này, chỉnh hai mic riêng biệt các bác nhá. Đấy, cổng quang, màn hình đẹp. Đấy, màn hình rất là chất các bác nhá. Đấy, một cục vàng rất là sang trọng. Đây là cái lối với phần mềm máy tính nên nó sẽ hiện chữ PC. Đấy, có khi các bác mà cắt tắt nó đi nó sẽ hiển thị rất là nhiều các cái chế độ rất là đẹp. Đấy, nó hiển từ các chế độ rất đẹp, chữ nghĩa rất là chỉnh chu, rất là chất. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, một cục vàng quá trời đẹp luôn. Đấy, con này có tên là H Audio EX8. Con này nó chính là vang và phần mềm của con Devacoustic D900 các bác nhá. Đấy, D900. Đấy, giá chỉ có 1.700.000 đồng thôi, bao ship cho anh em. Đấy, đấy, bảo hành cho anh em 1 tháng. Ok chưa, bác nào có nhu cầu thì hú em câu các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.